HB Shop xin trân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem bên trong một cái màn hình, những cái dòng màn hình đời trước thì bên trong cái màn hình nó có những cái gì nha các bạn. Đó. Thì đây là một cái tab màn hình 20 inch. Đó. Thì các bạn để ý đây, đây. Đang là TM201U1. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây là một cái tab màn hình 20 inch nha. Thì nó nguyên một cái tab to lớn như thế này đây. Bây giờ chúng ta sẽ rã ra nó ra hết và xem bên trong của nó coi nó có những cái gì nha các bạn. Đây là cái những dòng màn hình đời cũ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bung nó ra để kiểm tra bên trong mình có thể tận dụng sử dụng được cái gì không nha. Thì mình tháo cái miếng chặn ở phía trên trước. Đó, đây các bạn. Này các bạn thấy không? Đây là cái dĩ mạch phía trên của cái màn hình trên cái tab của nó đây. Có rất là nhiều linh kiện li ti nha các bạn. Thì cái dĩ này chúng ta có thể sử dụng được những cái gì? Đây. Cái dĩ này chúng ta có thể sử dụng được những cái con tụ nè. Tụ dán nè nha. Và những con điện trở nè. Những này để chúng ta thay cho các cái bo tivi cũng ok ha các bạn. Khá nhiều linh kiện các bạn à. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ tháo cái tab nó ra. Đây là cái dĩ mạch của nó để kết nối với cáp tín hiệu từ cái bo tín hiệu nha. Đây. Cái màn hình nó làm khá là chất lượng các bạn. Đó, chúng ta nại những cái chấu nè, nó có cái chấu phía đây nè các bạn. Cái chấu nè, những cái chấu để chúng ta nại nó sẽ bung cái miếng nhôm ra. Thì cái này người ta gọi là những cái linh kiện sát đó các bạn, những linh kiện sát. Thì một số các anh em nào mà chúng ta muốn học và nghiên cứu điện tử thì chúng ta phải có sát ha. Chúng ta phải có những cái sát điện tử hư để chi, để chúng ta tập hàng nè, chúng ta tập hàng nè, chúng ta tập khò nè, chúng ta tập lấy linh kiện, chúng ta tập gắn linh kiện, từ những cái linh kiện lớn tới những điều kiện dán như thế này nha các bạn. Đó. Đó. Đây là cái khung sắt nó bao xung quanh ở ngoài nè các bạn thấy không. Đó. Đây, sau khi chúng ta gỡ cái khung sắt ra rồi, rồi đây là cái tab của nó đây đó các bạn, thấy không. Nó miếng rất là mỏng như thế này nè các bạn nha. Đây. Nó khá là mỏng. Mình để nó qua một bên nha. Rồi. Cái trong cái này á thì nó có những tấm phim. Chúng ta dở lên chúng ta xem thử.
nó còn một lớp nữa các bạn nè, nó còn một lớp chấu nữa. Bây giờ mình sẽ gỡ cái dĩ nhựa này ra nha, mình gỡ cái dĩ nhựa ra. Nè, nó có những cái chấu ở đây nè, nè nó gài vô là 1 là 2 là 3 là 4 5 nè, nó rất là nhiều cái chấu. Thì chúng ta cứ lấy những cái cây nải các bạn dẹp nhỏ, thì chúng ta đưa vào chúng ta nải nó ra nhẹ thôi thì nó đã bật ra rồi. Bên đây cũng vậy. Tôi nghĩ đây là các cái dòng táp màn hình ngày xưa rồi, sau này người ta sử dụng táp màn hình nó mỏng hơn bằng cách là nó sử dụng nền mỏng hơn, những táp mỏng xài đồ ép đó các bạn ha. Đó. Thì lúc trước xài bóng neon, bóng dài nó đây. Thì sau khi mình lấy cái khung nhựa ra xong rồi nè các bạn, à đây là khung nhựa của nó để giữ những cái tấm ni lông ở phía trong nè, đó. Những cái tấm phim ở trong. À. Đây, thì bây giờ chúng ta xem cái nền của nó thử coi. Nè, đó, các bạn thấy không? Bây giờ có nhiều cái tấm phản quang. À, những cái này là những cái tấm phản quang. Miếng đục hơn, miếng này nó trong hơn nè. Đó, nó trong hơn. Các bạn thấy không? Những cái miếng này chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta chế được nhiều thứ nha các bạn. Đó. Nó hai miếng. Miếng thứ nhất nè, miếng thứ nhất nó đục hơn. Miếng thứ hai thì nó trong hơn chút. Đó, các bạn thấy không? Đây. Chúng ta nhìn xuyên qua không có được nha các bạn. Đó, chúng ta nhìn xuyên qua không được, nó đục. Rồi, chúng ta để qua một bên. Đó, còn phía trong đây là một cái miếng mica 12 inch khá là dày luôn các bạn. À, một miếng mica 12 inch khá là dày. Thì nó còn một lớp nữa nè. Ồ, nó còn một lớp nữa nè các bạn. Đó, lớp. Cái này phản quang nha các bạn. À, những cái tấm phản quang đây. Còn một lớp nữa. Đây là ba lớp phản quang. Và phía trong cùng của nó là một cái miếng mica rất là dày các bạn. Này mình độ khoảng 5 ly á. Miếng mica à, nó dày khoảng này nè. 5 ly. À. Và đây là cái đèn của nó. Hai bóng đèn nó nằm hai bên nữa các bạn. À thấy không? Đèn nè. Đây là những bóng đèn cao áp nha. Ở trên và ở dưới luôn. Để mình coi mình lấy bóng đèn ra để các bạn xem nha. Đó. Đây các bạn, mình đã lấy nè các bạn. Mình đã lấy hai cái bóng đèn nó ra nè. Nè. Mở một thanh này là các bạn thấy không? Mở một thanh này là ba bóng. Đó, như thế này đây. Ba bóng đèn neon dài nha các bạn. Đó. Ở đây là cái miếng mica nè. Khá là dày các bạn à. Miếng này khoảng 5 ly, 8 ly gì đó, khá là dày ha. À, miếng mica nha các bạn, rất là chất lượng nha. Đó, chúng ta làm kệ đồ này kia cũng ok nè. Và đây là ba bóng phía trên nè các bạn. Ha, các bạn thấy không? Và đây là cái miếng nhôm ở dưới, dưới đất. Đó. Đó, rồi các bạn ha, bây giờ sau khi tháo một cái màn hình 20 inch này, chúng ta tận dụng được những cái gì, bên trong nó có những cái gì đó các bạn. Đó. Thì nó gồm có những cái
dĩ nhôm ở đầu vỏ đít của nó ha, dĩ nhôm ở cái đầu mặt trên và mặt dưới chúng ta lấy ra nè. Và trong cái đó thì nó có những cái tấm phản quang, đây 1, 2, 3 tấm phản quang ha các bạn, ba tấm nè, tấm trong, tấm đục hơi, đục nhiều hơn nữa chúng ta không thể nhìn xuyên qua được. Thì những tấm này nó giống như những cái tấm mica mỏng như các bạn, tấm phản quang. Và tiếp nữa là trên cái tấm màn hình nha, trên tấm màn hình này chúng ta có thể tận dụng được những cái con linh kiện của nó nè các bạn. Đây đây, những linh kiện của nó nằm trên cái tấm này, khá là nhiều những linh kiện dán li ti mà mình thấy nó rất là thông dụng đối với một số cái bo khiển của màn hình nè các bạn, hoặc là những cái linh kiện khác. Mình tận dụng được cái dĩ mạch này. Và tiếp nữa là chúng ta có thể tận dụng được cái miếng mica dày khoảng 8 ly, 5 ly tới 8 ly các bạn, khá dày. 20 inch nha các bạn. Đó. Đây miếng mica. Và hai cái bóng đèn. Hai bên nè các bạn. Thì mỗi một cái bên bóng đèn của nó là 3 bóng nữa, tức là 6 bóng đèn. Đây cái bóng nó đây. Bạn thấy không? Nó nằm ở trong cái khung định hình sẵn như thế này nè. Để chị các bạn, để nó không bị gãy nha. Đó. Đây. Thì nếu mà chúng ta có màn hình hư á, chúng ta tận dụng những cái này để chúng ta làm đèn chiếu sáng cũng được nha các bạn. Thì hôm trước mình đã nói về cái bo cao áp đó các bạn. Thì chúng ta cấp nguồn cho nó ha, và chúng ta kích on off bằng một cái nguồn 3.3V tới 3.6V. Thì chúng ta có thể lấy cái màn hình 20 inch này chúng ta làm đèn chiếu sáng là được rồi. Thì cái đó để mình làm trong những clip sau nha. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn trong một cái màn hình cũ bỏ đi mình tận dụng được những cái gì. Thì có khá là nhiều thứ tận dụng được nha các bạn. Thì các bạn nào thích chọc phá, chúng ta nhà có, chúng ta tháo ra và chúng ta nghiên cứu và chúng ta học hỏi để nâng cao tay nghề nha các bạn. Chúc các bạn thành công.